Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, chương trình mảnh ghép yêu thương chào chị. Dạ, em xin chào chương trình, chào tất cả mấy anh em. Một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị trên cộng đồng mạng. Một lời chào sức khỏe, lời chào trân trọng. Rồi bây giờ chị có thể cho mọi người biết tên của mình cũng như tuổi ha. Dạ, em tên Ngọc Anh, sinh 1967. Chị gì anh chị? Trong giấy thì Nguyễn Thị Anh, nhưng ở ngoài mẹ em đặt là Ngọc Anh. Tại vì đi làm giấy cái nó quên cái chữ lót, thành ra cái má nó thôi để vậy luôn. Có nghĩa là nó quên cái chữ Ngọc ha. Dạ. Còn Nguyễn Thị Anh là trong giấy tờ. Bên ngoài bây giờ kêu là Ngọc Anh. Dạ. Rồi chị Ngọc Anh bao nhiêu tuổi? Dạ, sinh 1967. 1967. Năm nay 56, 57 vậy đó. 56 tuổi, Tết nay 57 tuổi. Tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị Ngọc Anh? Dạ, ông xã em mất nay cũng 10 năm rồi. Mất 10 năm. Dạ. Trước khi ông xã chị mất, hai anh chị được bao nhiêu người con? Dạ, hai đứa, đứa trai, đứa gái. Trai em nay 38 tuổi. Hiện nay chị sinh sống ở đâu? Hiện tại em ở huyện Bình Chánh, Bình Hưng. Bình Chánh, Bình Hưng. Dạ. Trên đó là nhà mình luôn hay là nhà... Dạ, nhà em, nhưng mà nhà nhỏ à. Dạ. Nhà nhỏ cỡ cái villa không? Nhà nhỏ đủ đi làm công nhân rồi. Cũng đủ ở ha. Dạ. Rồi 10 năm mà ông xã mình mất á, chị Ngọc Anh không có quen được mối tình nào khác hết hả? Dạ, quen thì cũng có, nhưng mà thấy cũng không đâu tới đâu. Rồi thành ra thì mình cũng không nghĩ tới nữa. Có đến với nhau không chị, hay là mình tìm hiểu trong giai đoạn tìm hiểu? Dạ không, không có đến với nhau. Tìm hiểu ha. Dạ. Rồi chị Ngọc Anh nè, chị xem trên cái phương tiện gì mà chị biết được cái chương trình mảnh ghép yêu thương? Em thấy nhiều cô chú lớn tuổi cũng đi tìm hạnh phúc để hủ hỷ tuổi già, cho nên em cũng đi làm theo. Có được không? Có mình có còn duyên không? Mình gan dạ một cái ha. Dạ. Biết đâu hên xui, biết đâu duyên đến. Khi chị đi, chị Ngọc Anh, con của chị có biết chị tới chương trình mảnh ghép yêu thương không? Dạ biết. Có nói với dâu. Rồi nó nói mẹ đi thử coi được không. Nó nói giờ hên xui. Rồi như vậy nè chị Ngọc Anh, trước khi chị em mình trò chuyện ha. Dạ. Trò chuyện tiếp ha. Thì chương trình của tụi em á có một cái điều lệ, chị có quyền chấp nhận và có quyền không chấp nhận, là chị có cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội hay không? Có chứ, có đăng mới đi đến đây ghi hình chứ. Dạ. Là mọi khiếu nại của các con chị, gia đình chị cũng như bản thân chị, sau này mà kêu chương trình mảnh ghép yêu thương gỡ hoặc xóa video clip này là hoàn toàn không được chị ha. Không, em hoàn toàn chịu trách nhiệm hết, không có gì. Chị hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dạ. Lời nói của mình trước pháp luật. Dạ. Đó là sự thật ha. Dạ. Rồi, anh tiếp. Rồi hôm nay chị Ngọc Anh nè, chị đến với chương trình, chị muốn chương trình giúp như thế nào chị? Thì em muốn em đến đây cũng nhờ chương trình kết nối giùm em một anh để hữu hỷ tuổi già. Anh đó khoảng chừng bằng tuổi em đổ lên, 60 mấy 70 cũng được. Từ 56. Dạ. Trở lên 70 ha. Dạ. Rồi đó là phải biết thương yêu. Biết thương yêu. Trung thật. Trung thật. Biết lo gia đình. Biết lo gia đình. Gì đừng nữa? Có lăng nhăng. Đừng có lăng nhăng. Rồi gì nữa? Rượu không?
cái rượu bia thuốc thì mình không cấm người ta được anh. Người ta xã giao mà, nhưng mà nếu biết giữ gìn sức khỏe thì mình sẽ hạn chế ít thôi. Hạn chế. Dạ. Rồi. Chứ còn nhiều quá thì cũng không tốt sức khỏe đâu. Rồi gì nữa chị? Thì em chỉ mong công an việc làm. Công an việc làm thì người đàn ông thì chắc cũng phải có. Cụ thể là làm được cái gì, làm cái gì mới là... Làm cái gì thì làm, nhưng mà cũng phải có việc làm. Có thu nhập nhiều hoặc ít thì cũng phải có. Rồi nhà cửa? Nhà cửa thì có cũng được, không có cũng được, về nhà em ở. Không có thì về nhà chị ở luôn. Dạ. Hiện nay chị ở một mình. Dạ. Mà họ không biết họ có chịu ở nhà nhỏ không, không biết. Đúng rồi. Có chỗ là ngon rồi đó. Sợ người ta đòi nhà cao cửa rộng thì em không có thiệt. Chị có muốn anh đó là cao khoảng nhiêu không? Chị chắc cũng phải cao hơn em, bằng hoàng em. Em 1m6. Có cần anh đó phải đẹp trai không? Không cần anh. Không cần hả? Không quan trọng mấy chuyện đó. Không quan trọng ha. Dạ. Quan biết trọng thương yêu gia đình là ha. Được rồi. Đúng rồi, biết thương yêu, biết dạ, có tình cảm, biết chăm lo ha. Dạ. Chứ còn đẹp làm gì. Hiện nay chị Ngọc Anh trên Bình Chánh đó, mình sống bằng nghề gì chị? Em đi làm công nhân. Chị vẫn còn làm công nhân? Làm công ty, em làm gần 20 năm rồi mà. Ừ. Công ty 20 năm mà lương chắc cũng ổn rồi hả chị? Dạ, nói chung là cũng ổn, nhưng mà điều nó cũng không có mấy gì cao. Được mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi. Mà chị Ngọc Anh nè, trong công ty chị làm đó, chị không quen được những cái anh chàng trong công ty đó sao? Em nói thật có, nhưng mà ba cái đám có vợ không anh ơi? Ba cái đám có vợ. Đám có vợ không hả? Thành ra mình đâu có dám ngó vô. Thì nói chung là họ cũng chọc ghẹo em nhiều lắm. Nhưng mà thôi, tôi nói thôi mấy anh để cho tôi yên hai chữ bình yên đi. Sợ vợ người ta tới thì gầy rà ôm sùm mệt lắm. Rồi hôm nay chị thấy sao mà chị mạnh dạn đến với mảnh ghép yêu thương? Em quyết định. Quyết định. Đi lên tìm một anh coi có anh nào thích hợp với mình không? Có anh nào mến mình không thì... Quyết định mình quyết đánh liều ha. Dạ, liên hệ với chương trình. À, em thích cái anh mà anh Phát mà ở Bình Chánh á. Anh nói là anh không có rượu, không thuốc á, là em thích anh. Anh thì chương trình cũng thường thường cũng hay nói thật. Chứ không có để mà mình giấu đi rồi mình lôi kéo khách hay là giật view. Dạ. Anh Phát thì đã có nơi chỗ ổn định rồi. Có rồi ạ. Thì chị có thể mình mở cửa rộng ra để dạ, đón chờ những cái mảnh ghép khác. Vậy dạ ha. Dạ. Thì bữa em cũng lướt máy em coi đó, em thấy giờ có vợ à. Chưa thấy hình lên đám cưới. Không có vợ, chưa hẳn là vợ, nhưng mà cũng tạm tạm gọi là đã có bến đổ rồi. Dạ. Giống như mà có cái, cũng như có cái ở cái bến có cái cọc sẵn rồi, để chỉ cần đợi chiếc thuyền về là bắt đầu là móc dây vô đó thôi, là thuyền nó không có trôi đi nữa. Dạ. Nói vậy đó. Với một cái anh nào mà cũng ở Bình Chánh nữa. Anh nó ốm ốm. Cái anh mà hứa cho chiếc SH về đi làm đó, đúng không? À. Anh Tài đó, phải không? À, anh Tài. Anh đó nhỏ nhỏ con. Anh đó 61 tuổi. À, tuổi thì lớn. Ở Lê Minh Xuân, Bình Chánh. Nhưng mà nhìn thấy người cũng còn... Trẻ. Trẻ trẻ. Anh đó có người chưa? Có bạn. Anh đó thì ngày mai này có cuộc hẹn rồi, không biết có thành công hay không. Nhưng mà ngày mai này cũng đã sẽ có cuộc hẹn. Dạ. Ở đây chương trình đều nói thiệt, nói thẳng. Dạ. Chứ không có che giấu. Thì có sao thì cứ nói thẳng. Thì ra. Có sao thì nói vậy để cho các chị dễ chọn lựa. Dạ. À, các chị có thể tìm cái những cái mảnh ghép khác. Dạ. Nó có thể phù hợp hơn. Dạ. Ví dụ vậy. Thì chị sau cái chương trình này nè, sau cái video này nè, chị có thể về rồi mình coi nhiều nhiều vô, tìm hiểu nhiều anh lắm trên đó đó, rồi coi anh nào hợp đó thì bốc máy điện tới, thì chương trình sắp xếp rồi gửi đường link qua lại.
coi anh hoặc chị có chịu đồng ý không, thì chương trình sẽ mời anh chị đến. Thì em cũng rảnh rảnh nè, em hai lướt em coi á chứ. Rồi lúc nào bận rộn thì không có coi. Vậy mình làm công ty rồi thời gian mình nó có thoáng không chị? Dạ cũng thoáng. Khi làm ca chiều thì mình rảnh được buổi sáng. Khi mình làm ca sáng thì mình rảnh được buổi tối vậy đó. Trước khi ông xã chỉ mất, hai người sống có hạnh phúc không? Dạ hạnh phúc, ông xã em không thương em lắm. Tại vì do em nhiều ký là ổng cho em ăn ở không. Ồ, có nghĩa là 10 năm trời. Nên thành ra mình nặng ký ha. Lên nhiều ký. Chứ hồi đó em ở với Long An em nhon lắm. Không, chị cũng có nét đẹp mà, lớn tuổi nhưng mà chị vẫn còn nét đẹp mà. Nét đẹp tròn tròn vậy mà xinh xinh. Sau này nó lên ký quá chừng. Rồi, chị đến đây ấn tượng hai cái nhân vật đó. Mà hai nhân vật đó thì một mối xem như nó cũng gần gần thành rồi. Còn một mối là ngày mai lại bắt đầu trong giai đoạn tìm hiểu. Yeah. Cũng chưa hết cơ hội nhưng mà trong giai đoạn tìm hiểu nữa. Còn dài chị dài còn mà. Còn để ý người nào khác không? Ấn tượng người nào nữa không? Thấy coi trên đó thì với cái ông gì? Ông gì ốm ốm mà ở quận 8, phường 9, ông Tiến. Thấy nhiều cười kết ổng lắm mà không biết có được chưa. Còn vấn đề mà nói về chú Tiến á, dạ. Quận 8 á, 66 tuổi á, dạ. Thì chị nên cũng nên chuyển hướng. Tự vì chú Tiến đó, thì chị xem đi thì chị sẽ hiểu ha. Mình không muốn nói cũng tội nghiệp chú. Thì chú làm như chú có cái sự gì đó nó hơi lẩn lẩn. Em phỏng vấn rất là kỹ. Thì em thấy chú có một cái gì đó nó không phải. Mới sáu mấy tuổi mà lẩn lẩn hả? Thì em nói vậy thì tự chị hiểu đi ha. Em không có muốn. Tại vì mình làm chương trình mà những người lớn tuổi mình không muốn nói người ta như vậy. Mình không muốn nói người ta phải như thế này như thế nọ. Nhưng mà thực chất chú Tiến là không có gì. Em nói gì, sơ sơ vậy thì chị hiểu rồi. Nên thành ra mình bỏ ý định đó đi. Mình tại kiếm cái thấy... cái tại vì chú Tiến bây giờ 66 tuổi. Dạ. Cũng không phải là lớn lắm mà cũng không phải là nhỏ lắm. Chú với lại cái sức khỏe của chú nữa. Rồi chú cái tướng người của chú nó nhỏ ốm con quá. Ốm nhơ mà. Chị 56 bây giờ không lẽ gì đi lấy gì? Chị đi lấy người lớn tuổi như vậy về chăm sóc hả? Chị thích chăm sóc hả? Chị thích chăm sóc người già hay sao? Hay sao mà chị chọn chú Tiến? Thì em thấy ổng cũng 66 tuổi rồi, cũng đâu phải là lớn lắm đâu. Không phải là lớn lắm, nhưng mà chị thấy cái sức khỏe của chú rất là yếu. Đúng rồi, ốm nhơ mà. Không, bây giờ chú không còn gì. Không lẽ giờ chị vậy nè. Thì chị lấy chú Tiến rồi người ta sẽ nghĩ mình như thế nào? Thì mình phải không chị suy nghĩ kỹ lên đi. Mình thấy ổng với mình ở gần đó có thể đi qua đi lại nó dễ dàng. Thì nếu có được thì được, không được thì thôi chứ. Không phải là được. Không được, có nghĩa là cái chương trình mảnh ghép yêu thương, nếu mà đến đây muốn ghép thì tụi em sẽ ghép cho. Dạ. Nhưng mà cái nào tụi em biết thì tụi em nói thật để cho mấy chị đỡ mất thời gian, mà đỡ sau này phải cắn đứt lương tâm hay là hối hận hối tiếc. Chương trình tụi em làm là phải thẳng thắn như vậy. Yeah. Muốn người đến với chương trình sẽ gặp những cái điều tốt nhất có thể. Bây giờ thì em thí dụ vậy nè, chị có nhiều tiền, chị có dám lên mạng xã hội chị khoe không? Em hỏi thử chị á. Khoe đang cho chết sớm hay là thì bây giờ đó, thì bây giờ chị tìm chú Tiến để làm cái gì? Em đó, em ví dụ một cái chuyện nhỏ để cho chị hiểu thôi ha. Thì bây giờ có những chú bảo vệ, những em chú chịu luôn nữa. Để em phan, để em phân tích, em nói chị nghe. Có những anh bảo vệ cỡ tuổi chị nè,
sức khỏe vẫn còn rất là tốt, ok luôn, rất cũng rất là đẹp trai. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh gì đó trong cuộc sống họ không được thuận buồm xuôi gió trong công việc làm ăn. Yeah. Nên đành phải đi làm bảo vệ, thì lương tháng thì chị cũng biết bảo vệ thì cũng 5-6 triệu thôi. Rồi với cộng với cái đồng lương công nhân của chị. Yeah. Thì hai người có thể góp gạo thổi cơm. Cũng rất là hạnh phúc, cũng rất là ok vậy. Chị cũng có một cái nhà nhỏ nhỏ, thì nếu mà anh đồng ý về với chị thì thật sự nó là một cái điều rất là hay. Thì tội gì mình phải đi nè. Bây giờ mình nói trả lại cái vụ chú Tiến chút xíu đi. À, bây giờ thí dụ như chú có tiền đi, chị về chị cũng đâu có hạnh phúc gì đâu. Đúng không, nhưng mà em nghĩ rằng ổng nói ổng có tiền tỷ, nhưng mà tuổi này ổng còn đi làm bảo vệ làm gì. Thì đó thì em đã khơi ốm nhôm ở nhà ăn dưỡng sức khỏe. Thì nãy giờ em từ đầu chị nói tới chú Tiến là em đã cản chị rồi, phải không? Ờ, chứ em đâu có đốc thúc chị phải tiến tới đâu. Tại vì nếu mà chương trình tụi em làm việc không có tâm thì sẽ ai muốn kết nối là kết nối. Mắc mới gì tụi em nói chị cho nó mệt. Rồi nói lên đây cộng đồng mạng người ta còn cử, có nhiều người vào còn ném đá. Nói chương trình mảnh ghép yêu thương gì đâu, ta tới không ghép mà cứ cản người ta bác ta ra. Rồi khi mà chị đến rồi về chị không có được như ý, rồi chị quay lại chị trách ai? Không, chị trách chương trình. Không nên trách nói ai. Tại sao biết mà không chịu nói, thấy chưa? Em có coi cái anh bảo vệ đó mà em đang coi thì em thấy ổng khóc lóc đó thôi, em dẹp quá, coi chưa hết. À, vợ ông mất á. Đúng rồi. Vợ ông nói ra cái ông khóc rồi em thấy mấy người khóc em sợ luôn. Sợ sao? Em quẹt em bỏ. Sợ giống như nước mắt đàn ông hay nước mắt cá sấu? Em mắt ông em xúc động theo á. À, có nghĩa là vậy đó, em thấy ông khóc rồi thôi em lướt qua. Mà anh nói được không? Được. Anh mới xuống đây nãy nữa nè, phải xuống sớm là gặp ảnh rồi. Ông xuống chi, xuống hoài à? Xuống đây chơi. Rảnh ghê. Nghe không, đâu có, ảnh đi làm, ảnh ghé giống như lâu lâu ảnh ghé xuống thăm anh em. Yeah. Anh em chương trình đây nè. Rồi sẵn ảnh hỏi coi có ai hỏi ảnh không, thấy tội nghiệp ảnh. Làm mô vệ tới nay không ai hỏi ảnh hết. Đó, chị thấy con người ta rất là thật tình. Làm bảo vệ còn khỏe còn trẻ mà không ai hỏi tới hết. Mà lớn tuổi già chút xíu, 70 tuổi mà la tiền tỷ, bắt đầu mấy chị, mấy em, rồi mấy cô rồi bốn mấy năm mấy, cái đầu 60 cũng đòi kết nối, mà kết nối cái gì kỳ vậy? Cái này đâu phải là mảnh ghép yêu thương, cái này tới đây là để gì cái gì á, phải không? Em nói chị phải không? Không lẽ bây giờ chị có năm mấy lấy ông 70 về làm gì nè, vài năm nữa chị chăm sóc ông hả? Giờ cái lên đây nó về chăm sóc lẫn nhau, và ông té bà nâng, ông nâng bà té gì, chuyện vô lý, nó không phải vậy. Mình đi tới mảnh ghép yêu thương là mình kiếm nó phải phù hợp với lại cuộc sống của mình, phù hợp với lại cái thể trạng sức khỏe của mình hiện tại nữa, để cùng nhau xây dựng hạnh phúc mới được. Yeah. Ở chương trình tụi em là nói thẳng không mít lòng trước, được lòng em sao? Em coi hôm trước giờ em thấy anh bảo vệ đó em cũng thích. Mà em coi lát em thấy ổng khóc rồi thôi. Em lướt qua em không dám coi nữa. Ấy giờ được ha. Mất công em xúc động. À, ấy giờ xong cái video này cái... Anh liên lạc về cho em với ảnh đi. Anh bảo vệ đó ha. Ừ. À, bảo vệ đó, tôi thấy có lý á. Cái mối này tôi vô kèo này ngon á. Nó vừa nè, nó xứng với chị nè. Mà hiện giờ ảnh cũng đang có mình à. Ảnh đi làm bảo vệ xong rồi ảnh về nhà, ảnh đi lại công ty, ảnh bảo vệ chị về tới nhà nè. Ừ, một công đôi ba chuyện luôn, sướng Bình không? Bình Dương ở đâu anh? À, Bình Dương là đâu? Ở Đức Hòa hả chị? Đức Hòa Long An. Ừ. Anh đang làm công ty bảo vệ của Nhật. Dạ. Em cũng có xem nhưng mà em thấy ổng khóc rồi em lướt. Vợ anh mất. Thì đó, vợ ông mong ông. Nhưng mà chị cũng biết mà. Thì cái người ra đi rồi thì thôi, còn cái người ở lại mới là quan trọng. Đúng không? Bây giờ có nhiều người nói vợ ảnh mới mất năm rồi vội vàng đi lấy vợ, có đâu, nhiều khi có nhiều người mới có 1 tháng 2 tháng đi rồi chứ đừng nói chi 1 năm. Người ta buồn, người ta muốn đi kiếm người cho cái người đã mất vậy. Rồi thì nó đã xong rồi, cái người ở lại nó mới là một cái khổ. Vậy giờ quyết định ha, quyết định anh bảo vệ đó đi ha. Dạ.
vậy đi cho nó khỏe thiệt. Rồi giờ ngoài giờ làm công nhân ra chị có thích đi hát không? Đi hát thì bạn bè em nó cũng rủ đi nhưng mà em không đi. Em về em mở karaoke em ngồi đồng 3-4 tiếng hồ vậy rồi. Em thích thì em mở, em không thích thì em về bỏ phiền phức ai hết trơn. Ngồi cao thôi. Hát karaoke 3-4 tiếng luôn. Ngồi đồng mình chơi vậy đó, 3-4 tiếng. Chị có thể mình ngồi có thể hai cái chân mình nó đúng rồi. Nó để cộng đồng mạng bà con người ta ý kiến ha. Tại vì mình bận vái á, ngồi nó. Chị hát còn hơi 3-4 tiếng luôn à. Em thích hát dùng cổ. Chị hát vậy chứ có gì nào hàng xóm qua khen chị hát hay không? Cũng có nhiều người nói chứ. Người qua khen luôn ha. Chứ không có ai mà lấy đá chọi nóc nhà hả? Có. Ủa nhà tôi hát mắc gì phải chọi nóc nhà? Không có, tại chị hát 3-4 tiếng đồng hồ ngủ không được. Không, em đâu có hát phê. Em người đi làm em biết giờ giấc nghỉ ngơi mà. Giờ chơi là em chơi, giờ nghỉ là em nghỉ, em chơi hát đó, đùa chị chơi thôi, chị thích hát nhạc gì? Em thích hát karaoke giọng cổ à, em không thích hát nhạc. Giọng cổ hả? Tao thử giờ chị tặng quý vị khán giả một câu thôi. Câu thôi. Em hát nhưng mở vừa vừa thôi, em đâu có mở lớn giống mấy lớn. Thì nè, mà. Bây giờ mình hát chay, mình mở vừa vừa thôi. Mình hát cho cả nước nghe được rồi, đừng cho. Mắc cỡ. Làm câu đi. Rồi mời chị. Giờ biết hát gì em. Vậy thì chị hát ca cổ chị biết, tôi không biết. Thôi mắc cỡ. Chị bài cái bài gì ta, dòng sông quê em chị biết không? Dòng sông quê em các bạn đó thì thường quá rồi. Thì hát thường thôi. Hát cái một câu dòng sông quê em đi nè. 2-3 vô ở tận sông Hồng gì đó. Cái nhạc thì em không nhớ. Trời ơi vô dòng cổ luôn đi, dứt luôn. Rồi em hát cái bản. Gió chiều ơi ai thổi nữa đi chứ hướng cao rơi rung. Cho môi thắm thêm xinh, cho má thắm thêm hồng. Có lẽ anh sợ ngày kia thắm sẽ theo chồng. Quên mất tiêu. Thôi quên hả, thôi bỏ đi. Được rồi, vậy là quá hay rồi. Rồi, vậy là thí dụ như bây giờ cái anh bảo vệ đó không được thì anh khác vẫn được. Đúng không? Dạ. Miễn sao mà biết thương yêu chị là được rồi. Dạ. Biết thương yêu rồi biết chăm lo lắng chăm sóc cho nhau. Dạ. Rồi cùng nhau mình xây dựng cái hạnh phúc để đi đến cái cuối con đường còn lại. Dạ. Chị đồng ý không? Dạ. Giờ chị muốn chọn nữa hay để cho mảnh ghép yêu thương chọn giúp chị? Thì em chọn thì giờ em cũng không biết chọn ai. Thôi để mảnh ghép yêu thương chọn mẹ em. Hên xui ha. Hên xui. Hên xui lại ăn lẩu chịu ha. Ha. Dạ. Vậy đi ha. Dạ. Nếu mà lời thôi, lỗ không có quay lại like nha. Làm gì la, anh chỉ là cái nhịp cầu nối thôi chứ mắc gì la đúng anh. Rồi, vậy là như vậy là hay á. Trời nãy giờ ngồi trên đây có rung không? Bình thường em đâu có gì đâu. Đâu mình đâu có gì đâu rung phải không? Giống như chị em mình trò chuyện vui vậy thôi. Tại chị thấy mảnh ghép yêu thương làm việc sao nè? Làm việc tốt chứ đâu có gì đâu. Tốt. Em mới tìm đến đây để nhờ mảnh ghép yêu thương giúp giùm em. Rồi. Chị còn muốn nói thêm cái gì bày tỏ hết nỗi lòng mình ra nữa không? Thôi em không có lời lẽ nhiều với ai nữa, em không có lên nồi đây mà nói mà lum tà la, em không nói đâu. Nói bây giờ nào? Kết thúc là chị có cái ý gì để mình gợi cho cái ý trung nhân sắp sửa đến với mình không? Thì em lên cái clip này nếu anh nào có thấy thích em, hợp em thì liên hệ với chương trình. Thì để mình trò chuyện với nhau coi có thể hợp thì mình đi đến xa hơn, còn không hợp thì làm bạn thôi chứ đâu có gì đâu. Thì đúng rồi. Vậy em thôi chỉ, ha. Em cũng chỉ mong muốn kiếm được người vậy, người tốt
để chăm sóc lẫn nhau rồi đi hết của con đường tương lai của mình. Sau này còn lại đó thì hủ hỷ tuổi già rồi vậy thôi. Cơm ngày 2-3 bữa, 3-4 bữa gì cũng được. Ăn dữ vậy? Ăn gì ngày 3-4 bữa luôn ghê vậy? Ăn kiểu đó chắc mệt, bởi vậy trò quay. Ăn chứ, 3-4 bữa. Chứ giàu quá chết cũng bỏ lại, đâu có đem theo được gì rồi, đâu. Trời. Ăn được cứ ăn ha. Ăn được cứ ăn. Đúng rồi, chắc mơ chiều về tôi bắt trước chị tôi ăn phải 4-5 bữa luôn mới được. Tôi tăng cân lên coi tôi ốm quá. Rồi, hôm nay mảnh ghép cũng... chân thành cảm ơn chị Ngọc Anh đúng không? Dạ. Đã dành thời gian quý báu của mình đến với Mảnh Ghép Yêu Thương. Thì Mảnh Ghép Yêu Thương cũng cầu chúc cho chị sớm ngày đạt được sở nguyện ha. Dạ. Rồi bây giờ chị chào khán giả để chị em mình kết thúc ha. Chương trình em cũng chào chương trình, chào khán giả. Rồi trước khi kết thúc chương trình thì Mảnh Ghép Yêu Thương cũng gửi lời chúc đến quý vị và các bạn được thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.